Bà Lam, bà sao vậy? Đâu có gì đâu. Chị tới chưa? Không biết sao giờ này chưa tới nữa. Ê, tới rồi kìa. Dạ chào chị. Xin lỗi hai em, chị kẹt xe nên đến trễ. Hai em ngồi đi. Không sao đâu chị. Dạ để em kêu nước cho chị. Em chị cho em gửi. Em cho chị ly nước cam nha. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Mình bắt đầu được chưa em? Dạ. Lam, chị đây là Mỹ Anh, phóng viên của tạp chí Làm Mẹ. Còn đây là Hồng Lam, phụ trách về vấn đề truyền thông của tụi em. Chào em. Em chào chị. Chị Mỹ Anh muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về hội của tụi mình. Mình trao đổi luôn nghe em. Cảm ơn anh. Lam. Lam. Mình trao đổi được chưa em? Chị ơi, sao mà hôm nay em không được tập trung cho lắm? Hay là chị gửi câu hỏi qua email trước đi, rồi em sẽ trả lời câu hỏi của chị trong thời gian sớm nhất. Chị thấy được không? Lam, tại sao mấy cô làm ăn gì kỳ vậy? Đừng có nghĩ là cái hội bà bầu gì gì đó là hay lắm nha. Tôi không có thời gian dạ, đâu. Dạ chị ơi, em xin lỗi nha. Chắc là hôm nay bạn của em hơi bị mất tập trung một chút. Chị nán lại chút xíu được không chị? Tôi nói cho mấy cô biết nha, chẳng qua là có cái nhãn hàng sữa muốn làm chuyên đề, tôi mới quan tâm tới mấy cô thôi. Còn không á thì đưa tiền mới đăng cái bài báo này, hiểu chưa? Đừng có mà lên mặt. Thôi chị, chào. Chị Mỹ Anh. Chị Mỹ Anh. Bà Lam, bà bị cái gì vậy? Bà có biết là tôi rất là khó khăn mới làm việc đối với chị Mỹ Anh không? Tôi xin lỗi nhưng tôi đang có chuyện một chút, tôi không thể nào tập trung được. Xin lỗi nha. Mệt bà quá. Trời. Thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã xong hết rồi, bây giờ phải tìm cách khác để bia thôi. Bà cứ lo giải quyết chuyện của bà đi.